Chỗ chỗ nước nó theo kìa, nước nó theo kìa, nước nó theo kìa. Chung cá chê đánh ở chảng sau đó rụng á. Thường nó nghe chung cá chê, nghe chào chào. Chung cá chê đánh bày dân lượng chung cá chê đánh bắp bình. Rồi, working dog 85. Đi bắt chém lá chơi nào. Đó, dog đẹp không? Dưa hấu. Yeah. Watermelon. Tí xin nha. Em ăn cái gì không ơ? Táp rồi kìa. Đấy. Cá măng cái đồ tài le. Đẹp đâu, bên nó nhảy bên kia quá trời. Con gì không? Ugache Cobra. Đánh nhanh dữ à. Đâu mình đang test. Con này quấn nhịp 4. Nhịp 4 là sao? Chặt cắt. Chặt nhịp 4 đúng như nhạc chứ. Má à, nãy tôm nó nhảy vậy mà không có măng con. Ta. Chết mày. Quá trời luôn á. Cá nó bơi như giò dưới á. Hả? Chìa về bể điểm kìa, nhảy quá trời kìa. Sáng nay nó đi ăn ghê á. Sáng nay mấy cái ngày thích đi trước nước mình thích đi đúng không? Nó đói á. À, mấy măng con, mấy con chét gì nó cắn kìa. Ồ, cái bãi này nhìn đã quá ta. Trời thôi lòi bự. Chỗ nước nó theo kìa, nước nó theo kìa. Nước nó theo kìa. Thấy cái luồng nước nó theo không? Khổng lồ luôn á. Đánh mino, đánh gì cho nó theo đi anh. Bự luôn á, con hàng lớn á.
Tráp. Tráp hả? Tráp.
Nhỏ nhỏ không à. Có con lớn nhưng mà nó theo, nó không ăn. Hả? Không. Tráp không. Hồi nãy ở trong đây có một con lớn nè, con tầm 2 kg á. Nó theo mồi mà không ăn. Hả? Má gỡ cá mệt luôn á. Nãy giờ có được con nào lớn không? Má hôm nay chẻm lớn không ăn rồi. Theo không à. Nhỏ. Bàn tay à. Con này là về nhà hàng là vô dĩa rồi đó. Không đủ 1 ký. 7-8 lạng. À.
Con nào 2 kg nó táp cho sướng cái. Nhỏ bày xem à. Má nó nhiều. Trời. Mới rớt xuống nó đá liền. Nhây ghê luôn. Tráp á. Á, bà ngón tay à. Có con măng. Con măng bự đây mà chưa theo, nó chưa ăn nè. Nó một bầy ở đó luôn á. Con này lên dĩa được rồi nè.
Hôm nay chúng này cá lớn nó không ăn rồi. Chùm lá nó ăn không? Nãy tôi kêu ông đi, ông chịu đi ngồi hoài. Đi 8 giờ chắc cũng có trẻ đồ. Chín con nào? Có lên được con cháu ăn không? Đâu có măng đâu. Con đó chắc con trẻ anh ơi, bự lắm. Ở đây con ăn đó anh sáng đi vòng vòng. Con nhỏ xíu à, hồi nãy có con 2 3 con thầy. Hỏi gì ba? Thấy nó bơi luôn mà, đứng cái chồng thấy luôn mà. Nó bơi ngang, nó bơi vòng vòng ngay cái bộ trà chỗ ông đứng á. Sáng tôi với Quân với lại Nguyên Đám đứng đó quýnh thấy nó bơi ngang luôn. Chán luôn. Kìa, măng đi kìa. Măng đâu? Đó. Móng lên 2 bông bóng. Cháp gì đâu có 2 3 ngón tay. Cháp ngoài cống bự. À đầm đầm này mà tới mùa chướng vô đi quýnh chắc đã luôn thiệt ha. Ừ. À ngồi cống. Cháp nhìn nhiều ghê. Dí cá kìa. Quất. Rất là đót này. Sáng giờ ăn cái này không tắp rầm rầm. Ừ thì cháp ở đây nó ăn từ cái con này không. Ừ, chém. Sáng chém giờ thả con nùi rồi đó. À. Thả con bàn tay bốn ngón thả mới trời, 7-8 lạng. 7-8 lạng á. Chém lá đây nhiều. Ông này có con gì không đứng câu dữ à? Hả? Hả? Mang cây chích điện xuống chích mẹ cho xong đi. Tức quá. Má ta cá lớn là dòm dòm không ăn, chạy chạy dòm dòm không. Quá em chụp em chạy buồn như te luôn mà không dính. Đó, chìm lá. Dính rồi, sóc đi, dính rồi. Chùm lá. Đứng cứng đơ luôn kìa. Dính rồng không bơi được. Cá bự. Chụp hình có nhớt. Có con bố mẹ nằm đây nè. Dễ thương, dễ sợ. Cái chừng á, cái kèm chắc cứu đi. Mấy cái bãi này nước cạn. Nãy giờ trẻ lớn nó cũng theo nhiều mà nó không ăn. Thấy nó luôn. Tí mấy. Ừ. Sáng giờ đánh mồi nổi táp đã rầm rầm. Thế rồi đánh nổi với lửng. Ừ. Ủa, mấy cái thế này khó đánh